người dễ thương hơn. Chứ gì cái trò chơi. Đây có loại cá mú. Tí 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 nè. Cái cá mú. Cái cá mú nó kinh khủng. Cá mú là cái bình thường mình ăn được 1-2 ký thì chị là gọi là to lắm. Mình nhìn trong này thì đâu ra như thế này. Cái loại cá này chị mình nhìn chị nhỏ như này thôi ạ. Nhưng mà nhìn qua bên kia ngoài hồ á là hiện tại đến mình ra tham quan là con cá đến 70 ký và hơn. Trời trời. Nó rất là to, mình nhìn không, mình nhìn bên dưới á, khi mình nhìn bên dưới mình đi lên mình giống như thấy con quỷ, giống quỷ á, nó rất là to. Đẹp quá. Giờ đây con này là con chả bông rồi, con mùa xanh nhận luôn, bà bạn. Dạ, con chả bông, ba ba của mình là cô ngọt, cô chả mình nhìn vậy thôi chứ khi mà mình nhìn nước thật của nó là màu nước biển quá là mình nó sẽ tạo ra mình thấy màu xanh liền. Còn đây là cái nước mà mình tạo trắng cho nó ở đây con cái con mỏ dài dài bên dưới á, con chỉnh tâm ạ, nó đẹp đi. Con này nè. Đó, không có ống thở, nó có ống thở. Thấy không? Mỏ, cái mỏ. Nó to lắm. Ống thở của nó. Đuổi con nó da đẹp anh. Da như da báo á. Ồ, da báo. Đẹp quá ha. Con này thì tấn công người rất là ghê. Nó cắn. Con này bị rút nước của nó. Cái thằng nó ghê không? Nó rút nước của nó là bắt đầu nó chạy khe, chạy khe như bức ghê luôn á. Con này không biết. Nhưng chặt nước này nước biển à? Dạ nước biển à? Những cái con này đây con đồi mồi đây à, con đồi mồi dạ. Cái này con đồi mồi dạ, con đồi mồi là cái con ngọt nó giống như con gà á, mình nhìn da đồi mồi đúng đúng luôn á, da đồi mồi đúng đẹp chưa, da con nó đẹp, con này da nó cũng đẹp mà chị. Ôi, con này đẹp tí, con này con đẹp tí nè, con đẹp nè. Không tư quay con này đi tí đó, đó con đó đó. Gần gần đi. Rồi đẹp quá. Này con da beo. Da beo. Con này giống da beo. Con này giống da beo nhất. Con này giống da beo. Con này giống da beo. Cái mặt. À nhỏ xíu rồi. Cái mặt sấy. Cái mặt xám. Dễ thương mẹ. Dễ thương. Dễ thương. Tây bên này quay nữa. Tây mùa khác là nó sẽ cắn hơn. Bốn cái mẹ. Bốn nó không ăn két con thôi bé. Dạ con ạ. Cái thì cái con của này nó là giống con cá cảnh nhỏ. Cá cảnh của mình thôi chứ nó không thể ăn. Thì người cái lượng cá bình thường nó ăn là 4-5 ký. Thì những cái con cá này chỉ là những răng của nó thôi. Chứ nó không ăn những cái con cá. Ôm mấy cái kia bị hết. Dạ cá toàn cá biển hết chị. Trong hồ này là cá biển của nó. Cái kia đẹp quá, cái tím đẹp quá. Con cá không con kìa. Cái gọi là con cá nhám. Cá nhám á. Dùng lên thì là mẹ. Có cá con, cá mập đó. Bên cá nhỏ thì gọi là con nhẹ. Không có to. Mấy con kia nó có một mang. Có tối 2-4 năm mang. Vâng, mình sẽ thấy con cặp. Con cá mập da beo. Đây là cá mập da beo. Dạ. Đúng không chị? Nó đúng cá bè luôn. Cá này cái gì? Con cá này nữa, cái gì đi? Này coi cái này. Dạ, cái này hả? Cái này cái gì? Cá mắt.
dạ. Bắt con. Dạ, dạ. 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 Bây giờ đi xuống này bắt tan rồi. Đi rồi. Những cái con cá màu xanh á, thua nó màu vàng là gọi là cá mó. Những cái con cá sọc sọc là cá khoang cổ á. Cứ cá sọc sọc là cá khoang cổ. Đẹp ha. Đó, cá mó. Đó. Con cá mó là cái gì? Con vàng á. Con vàng là con nhỏ nhỏ là cá mó. Và phía trên đó, phía trên của mình á. Cá mó. Phía trên của mình á là cái là đó là hải quỳ ạ. Ờ, hải quỳ mạng, hải quỳ tổ ạ. Cái con đó là di chuyển được ạ. Nó tính là nó sẽ nhìn xuống ạ. Giống như tấm vải. Tấm thảm ạ. Dạ đúng rồi, chính thế mới gọi là hải quỳ thảm ạ. Dạ vì dưới của mình là nhìn dạng san hô ạ. Các thì con, lên đi gì chụp nhá.